Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 22 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Đời làm vợ. Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn Lương Chân Chân đang giàn rộn nước mắt. Không hiểu cô đang bị gì đây. Cho dù không muốn mình đi theo cũng không cần thiết phải khóc chứ. Cứ làm như bị mình phụ bạc vậy. Nếu bị cậu chủ biết, như vậy mình biết làm sao. Được rồi, bà cô ơi, tôi sợ cô rồi, được chưa? Anh mơ hồ, cảm thấy chuyện này có liên quan đến cậu chủ. Nhất định là cô dâu mới giận dỗi rồi. Cư nhiên, lựa vào lúc then chốt này, thật đúng là muốn đòi mạng người ta mà. Lương chân chân nửa cắn môi chừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người không hề quan tâm tới anh ta nữa, quật cường đi về phía trước. Vào tháng 7, thành phố C cực kỳ nóng bức, giống như là cái lò lửa lớn đang nướng toàn bộ địa cầu. Hơn nữa vào lúc giữa trưa, mặt trời gai gắt đến nỗi làm cho người ta không thể nào mà chịu được. Nam Cung Thần nóng lòng, mồ hôi trên trán càng chảy nhiều hơn, anh ta lau mồ hôi một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trời như quả cầu lửa. Ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi, chứ nói chi là bóng người đang đi phía trước, đoán chừng cầm cự không được bao lâu sẽ té xỉu. Quả nhiên anh đoán không sai, lương chân chân cảm thấy mình sắp cạn kiệt sức lực rồi, vốn tâm trạng không tốt, lại đi dưới ánh nắng chói trang thời gian dài như vậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn cảnh vật phía trước đã có chút mơ hồ không rõ cô biết mình không thể kiên trì được nữa kiên trì nữa kết quả chỉ có thể là té xỉu trước mặt mọi người cho nên cô nghĩ nên bắt xe taxi mà đi nhưng làm cho cô không nghĩ tới là không có lấy một chiếc taxi nào chạy ngang ngược lại đưa tới một chiếc xe chính phủ bảng số xe màu đen có gắn cờ đỏ cô cho là người ta chỉ trùng hợp dừng lại ngay ở đây nhưng không ngờ vào lúc cửa sổ xe kéo xuống cô nghe được một giọng nói quen thuộc lương tiểu thư nơi này không tiện bắt xe có cần tôi chở cô đi một đoạn đường không lương chân chân lúng túng nhìn quý phạm tây đột nhiên xuất hiện anh cư nhiên xuất hiện ngay lúc mình cần giúp đỡ nhất khoe mắt liếc thấy nam cung thần sắp chạy tới không khỏi gật đầu nói một tiếng được làm phiền anh lương tiểu thư vẫn nên để tôi đưa cô về nhà nam cung thần chạy đến nỗi thở không ra hơi sớm biết thì đã không nên nghe lời cô đứng xa cô Bây giờ thật là đang thử thách anh thi chạy trăm mét. Trời thì nóng như vậy, thật muốn giết người mà. Không cần, nói cho cậu chủ của anh biết tôi rất khỏe, không cần anh ta quan tâm. Cô mím môi nói, cũng không quay đầu lại, chui vào sau so xe. Này, nhưng... Nam Cung Thần rất buồn bực. Lúc gần đi, cậu chủ đã dặn dò mình phải chăm sóc lương tiểu thư thật tốt. Kết quả cô ấy không chịu lên xe của mình, ngược lại lại còn lên xe của quý Phạm Tây. Bây giờ anh phải quay trở về ăn nói thế nào đây? Chẳng lẽ sau bữa tiệc lần trước, hai người vẫn còn liên lạc sao? Nếu bị cậu chủ biết được, vậy chẳng phải là muốn mở ra một cuộc chiến đẫm máu hay sao? Anh ta bất đắc dĩ nhìn chiếc xe kia đi mất, mà xe của mình thì đậu rất xa nơi này, chỉ có thể bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe, tâm trạng của Lương Chân Chân đã bình tĩnh lại, hai bàn tay nắm lại, ngồi ngẩn người. Quý Phạm Tây nhìn qua kính, thấy được vẻ mặt hoảng hốt của cô. Trong lòng suy đoán tâm trạng của cô nhất định có liên quan tới người đàn ông đó. Rất muốn quan tâm cô, lại cảm thấy mình không có lập trường đó. Cô muốn đi đâu? Giọng nói của anh dịu dàng ôn hòa, mang theo gió xuân ấm áp. Phiền anh đưa tôi về nhà là được. Cảm ơn anh. Lương chân chân nhanh chóng nói một cái địa chỉ. Bây giờ cô không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ừ không cần khách khí tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi quý phạm tây nhìn ra tâm trạng của cô không tốt không muốn nói nhiều mà cũng không nói gì nữa anh mới đi họp ở tỉnh về vừa đúng lúc chạy qua con đường kia từ xa anh đã nhìn thấy trên lối đi bộ có một bóng lưng màu trắng giống như lương chân chân cho nên anh liền cố ý lái xe chậm lại cho đến khi nhìn thấy cô xoay người đi tới ven đường định bắt xe thì mới chắc chắn đó là cô trong lòng đã có chủ ý dừng xe ở bên cạnh cô. Không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn thấy cô, anh sẽ không kiềm chế được muốn đến gần, giống như bị ma nhập không kiềm chế được. Biết rõ cô là phụ nữ của Đảng Cận Tư, nhưng anh vẫn không muốn cứ buông tha như vậy. Loại si mê này ngay cả anh cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Đến trước cửa nhà, Lương Chân Chân nói tiếng cảm ơn lần nữa, mới mở cửa xe đi xuống, nhưng không ngờ đột nhiên quý phạm tay mở miệng. Em có đếm dọc đường em đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi không nếu thật sự muốn cảm ơn tôi không bằng mời tôi ăn bữa cơm câu nói sau cùng nửa đùa nửa thật lương chân chân không ngờ tới đường đường là thị trường lại có thể muốn mình mời anh ăn cơm ngẩn người một chút ngay sau đó gật đầu được lại nói người ta cũng đã giúp cô nhiều lần thật sự làm cho cô có chút băn khoăn mời một bữa cơm cũng là việc nên làm thôi quý phạm tây cười rất tao nhã lịch sự trong lòng vô cùng vui mừng. Có lần sau gặp mặt, như vậy những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rồi. Dĩ nhiên những chi tiết này, Nam Cung Thần không biết. Anh ta chỉ từ xa nhìn thấy Quý Phạm Tây đưa Lương chân chân đến cửa nhà, sau đó liền lái xe rời đi. Một mình Lương chân chân đi vào nhà. Xác định xong những chuyện này, anh liền bảo tài xế quay đầu đi. Mặc dù cậu chủ đã trở về, nhưng đều đặt hết tâm tư vào trên người lão phu nhân. Ở công ty còn có một ít chuyện anh ta phải trở về xử lý, vội vàng xoay sở. Diệp Lan rất kỳ quái sao con gái lại đi chạy hè trở về sớm như vậy, dường như chỉ mới đi một tuần lễ thôi, không phải nói đi tới nửa tháng sau. Hơn nữa nhìn sắc mặt con bé phở phạc, dọa đến trái tim bà nhảy loạn. Chân chân à, con bị làm sao vậy? Mẹ Diệp, hình như con bị cảm nắng rồi, con đau đầu quá, không ngừng đổ mồ hôi. Lương chân chân vào nhà gục ở trên ghế sofa không chịu đứng lên cả người mệt lả như không còn sức Cái con bé này mùa nóng còn đi chạy hè làm cái gì mau vào phòng nằm đi Mẹ Diệp bưng chén nước muối vào cho cô Diệp Lan dịu con gái đang nằm trên ghế salon không chịu đứng lên vào trong phòng sau đó vào phòng bếp làm cho cô một ly nước muối không mặn không nhạt bổ sung lượng nước cho cơ thể Lương chân chân yếu đuối nằm ở trên giường làm nũng nói Mẹ Diệp, mẹ thật tốt. Diệp Lan yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con gái. Con bé ngốc, con là con gái của mẹ. Mẹ không tốt với con thì mẹ tốt với ai? Vâng. Lương chân chân đáp một tiếng, kéo bàn tay để vết chai của mẹ Diệp áp vào gương mặt mình, trong lòng tràn đầy ấm áp thân tình. Đột nhiên cô liền nghĩ tới người đàn ông kia. Cũng không biết bây giờ anh như thế nào đây, chắc bà nội anh rất quan trọng với anh, bằng không anh cũng sẽ không đau lòng như vậy. Mình thật sự là bị dính ma chướng rồi, đến lúc này còn không đình chỉ được trái tim nhớ tới anh. Trước cửa bệnh viện tốt nhất thành phố C, xe mới vừa dừng hẳn, đằng cận tư liền nhanh chóng chạy vội vào, trong lòng cầu nguyện bà nội nhất định không có việc gì, tuyệt đối không thể. Trên hành lang, quan hạo lê mặc áo blue màu trắng vừa từ trong phòng bệnh ra ngoài, liền nhìn thấy bạn tốt đang lo lắng đi tới, liền vội vàng tiến lên ngăn anh lại a tư cậu tỉnh táo một chút bà nội vừa mới ngủ hiện tại bà cần nghỉ ngơi đằng cận tư chỉ đành phải dừng bước trong giọng nói hơi run rẩy bà nội có khỏe không quan hạo lê bờ vai của anh an ủi yên tâm đi bà nội ở hiền sẽ được trời phù hộ bà không có gì đáng ngại chỉ là người già lớn tuổi ngã một cái đụng vào eo may mà là bùn đất tình huống gãy xương cũng không nghiêm trọng lắm ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa để xem xét thêm Cậu không phải là đang an ủi tôi đấy chứ Trong giọng nói của đằng cận tư Lộ ra sự nghi ngờ Lúc trước Nam Cung nói với anh rất nghiêm trọng Mặc dù nói còn chưa có kết quả cuối cùng Nhưng bác sĩ hoài nghi Bà nội có khả năng bị đột quỵ mà Bộ dáng của tôi giống như là đang an ủi cậu sao Quan Hạo Lê tức giận Trừng mắt nhìn anh một cái Ngay sau đó giải thích Lúc Nam Cung gọi điện thoại cho cậu Bà nội vừa mới ngã xuống Bà nằm trên mặt đất đau đến kêu hừ hừ, nửa ngày không đứng lên nổi trong lúc đưa đến bệnh viện vẫn vô cùng đau đớn nói thật lúc ấy mấy người chúng tôi cũng đều lo lắng sau khi đến bệnh viện liền đưa đến phòng cấp cứu gọi mấy bác sĩ nổi tiếng trong khoa trình hình tiến hành chẩn đoán bệnh có điều không có kết quả nhanh vậy thôi cậu cũng biết người lớn tuổi sợ nhất chính là bị ngã tỷ lệ đột quỵ rất lớn lúc ấy cũng không phải là cố ý hù dọa cậu mà là để cho cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt sau cơn mưa mặt trời lại sáng rồi chúng ta nên vui mừng, không phải sao? Lòng của đằng cận tư đã căng thẳng mười mấy tiếng, vào giờ phút này đã thả lỏng hơn. Anh thử vào nhẹ nhõm. Thật may là bà nội không có việc gì, nếu không anh thực sự không biết mình phải làm sao đây. Ừ, tôi vẫn muốn vào thăm bà nội một lát. Giọng nói của anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Đi đi. Quan Hạo Lê hiểu rõ tâm trạng của anh. Mới vừa rồi ngăn cậu ta lại là bởi vì cảm xúc của cậu ta đang kích động mà bây giờ hiển nhiên đã bình tĩnh lại. Hơn nữa, lấy tính tình của A Tư, không được nhìn thấy bà nội chắc chắn sẽ không an tâm. Phần tình cảm này đã trải qua rất nhiều năm, đã ăn sâu bén rễ, không cách nào dao động. Thấy dáng vẻ ngủ say của bà nội, nghe tiếng hít thở đều đặn của bà, rốt cuộc trái tim đang treo lơ lửng ở giữa không trung của đằng cận tư cũng được buông xuống, trong đầu không tự chủ được dần hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khác. Không biết hiện tại cô ấy như thế nào rồi đây. Ra khỏi cửa phòng bệnh, đằng cận thư liền gọi một cú điện thoại cho nai con. Tiếng chuông điện thoại di động gieo thật lâu mới có người nhận. Bên trong truyền đến một giọng nói không còn hơi sức. Alo. Anh hoảng hốt, sao giọng nói của nai con lại yếu ớt như vậy, giống như bị ốm thế. Giờ phút này lương chân chân đang nằm trên giường ngủ, hình như cô bị cảm nắng nhẹ, cả người mềm nhũn một chút hơi sức cũng không có rất nhức đầu mới vừa rồi mẹ diệp cầm một chai thuốc cho cô uống mùi vị nồng nặc đến nỗi làm cho cô xém chút nữa phun ra dứt khoát bịt chặt lỗ mũi uống vào đến bây giờ trong bụng cũng còn không thoải mái vốn là cô sắp ngủ thiếp đi nhưng trong mơ màng bị tiếng chuông đáng ghét đánh thức đưa tay sờ thật lâu mới sờ tới nơi không ngừng phát ra thanh hai con Đằng cận thư nhẹ giọng gọi một tiếng Lương chân chân nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc thì khẽ sửng sốt một chút. Hai giây sau rất quả quyết cúp điện thoại sau đó mở nhật ký cuộc gọi ra. Quả nhiên là anh. Dường như trong đầu hiện lên cái gì lại dường như không có gì. Cô nắm điện thoại di động kinh ngạc nhìn chằm chằm cái tên đó đến ngẩn người. Cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng. Cô chưa kịp suy nghĩ ra. Điện thoại lại vang lên rồi. Đằng cận tư rất buồn bực. Tại sao nay con vừa nghe thấy giọng của anh thì cúp máy? Dừng hai giây liền gọi lại lần nữa. Tại sao cúp điện thoại? Anh không vui hỏi. Không có, không cẩn thận ấn sai nút. Lương chân chân nhỏ giọng lầu bầu nói. Không phải đã chia tay rồi sao? Anh còn gọi điện thoại tới đây làm cái gì? Còn dùng cái giọng nói bá đạo đó? Thật là quá bực mình đi mà. Sao giọng nói lạ vậy? Vẫn còn khóc sao? Đang cận tư cau mày nước mắt của hai con cũng quá nhiều, mới vừa rồi ở trên máy bay mình hơi to tiếng nhưng đó là do tình huống đặc biệt, không thể trách anh. Lương Trần Trần nửa cắn môi không nói lời nào, tại sao người này lại như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Lúc thì làm cho cô tuyệt vọng, lúc lại cho cô hy vọng, thật là đáng ghét. Không có, tôi có chút không thoải mái, không muốn nói chuyện. Trong giọng nói của cô tràn đầy uất ức. Em khó chịu chỗ nào? đang cận tư nhíu mày càng chặt chẳng lẽ nai con bị bệnh sao tôi rất khỏe anh không cần quan tâm vẫn nên xử lý tốt chuyện của bà nội anh đi tôi cúp máy đây nói xong lương chân chân liền cúp điện thoại chỉ sợ anh lại gọi tới cô tắt nguồn luôn bây giờ trong lòng cô rất rối bời cần yên tĩnh một chút tốt nhất mấy ngày nay anh bận đến không có thời gian đến tìm mình như vậy mới có thể làm cho cô suy nghĩ rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Đặt điện thoại di động vào trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhắm mắt lại ngủ, đầu của cô vẫn còn rất đau. Có lẽ đến ngày mai, rất nhiều chuyện liền có thể hoàn toàn chấm dứt. Trong hành lang, đằng cận tư nghe tiếng điện thoại di động chuyển đến tiếng tút tút. Gọi lại lần nữa thì nghe thấy xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Anh hơi tức giận. Này con nói cô rất tốt, nhưng rõ ràng nghe giọng nói rất không tốt. Con nói không cần phải quan tâm tới cô. Cô là người phụ nữ của anh, có thể không quan tâm sao? A à, Tư, cậu đứng lì ở đây làm gì vậy? Nếu không vào nghỉ ngơi một chút đi." Quan Hạo Lê vỗ bờ vai của anh. "Không cần, tôi ngồi một lát là được rồi." Quan Hạo Lê ngồi chung một chỗ với anh trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, kỳ quái hỏi. "Chị dâu nhỏ đâu, không tới đây chung với cậu sao?" anh thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì cố tình nhắc tới người mà đằng cận tư đang lo lắng buồn bực không có không phải là cậu muốn dẫn cô ấy tới gặp bà nội sao đây chính là cơ hội tốt bà nội ngã bệnh nằm viện chị dâu nhỏ vừa đúng lúc đang nghỉ hè không cần đi học có thể đến chăm sóc thuận tiện còn có thể bồi dưỡng thêm tình cảm vẹn cả đôi đường quan hạo lê nháy mắt ra hiệu nói có thể được sao đằng cận tư nghi ngờ nhìn về phía anh cho nai con tới bệnh viện chăm sóc bà nội sao sao lại không thể được bà nội bị bệnh đang rất suy yếu rất cần người quan tâm chăm sóc từ lâu bà đã hy vọng có cháu dâu chẳng lẽ cậu còn không biết à vừa đúng lúc mượn cơ hội này mang chị dâu nhỏ tới trước mặt bà nội để cho bà tự mình phát hiện cháu dâu tương lai đơn thuần tốt bụng đây không phải là rất tốt à đằng cận thư hơi trầm ngâm rồi nói nhưng hiện tại nai con cũng đang rất yếu mới vừa rồi nghe giọng nói của cô không ổn lắm nếu như muốn cô tới chăm sóc bà nội có phải hơi ức hiếp người quá đáng hay không phúc quan hạo lê thiếu chút nữa phun trong tròng mắt không giấu được ý cười là cậu mấy ngày trước không biết kiềm chế à chẳng lẽ có sao đang cận tư liếc anh một cái liền đem chuyện xảy ra trên máy bay vào lúc nãy nói cho lê tử nghe Tôi nói hai người các cậu thật đúng là không khiến cho người khác yên tâm. Chuyện rất rõ ràng là hiểu lầm. Không biết lúc ấy chị dâu nhỏ khẳng định muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng không ngờ vừa đúng đụng vào vết thương của cậu. Rất vô tội làm vật hy sinh, trong lòng có thể không uất ức sao. Nhắc tới chuyện hai người, ai cũng không sai, nhưng mà đã sinh ra hiểu lầm. Nói trắng ra đúng là bởi vì không biết chuyện mới gây họa. Nếu như chị dâu nhỏ biết những chuyện này, tôi nghĩ cho dù thế nào, cô ấy cũng sẽ không nói câu kia quan hạo lê nghiêm túc phân tích nói lời ngầm chính là a à, tư cậu phải nói chuyện xưa của mình ra tôi suy nghĩ một chút đã vẻ mặt của đảng cận tư hơi lạnh anh không phải người am hiểu kể chuyện xưa một khoảng thời gian dài như vậy anh không biết nên mở miệng như thế nào hơn nữa đối mặt với nai con anh càng không biết nên mở miệng như thế nào mới phải a à, tư chuyện như vậy có thể xảy ra một lần thì có thể xảy ra lần thứ hai lần thứ ba thậm chí là nhiều hơn chẳng lẽ không phải cậu hy vọng chị dâu nhỏ có thể hoàn toàn hiểu rõ cậu sao yêu một người sẽ phải yêu hết toàn bộ không đơn giản chỉ có một phần như bây giờ khi đem mặt yếu ớt nhất của bản thân cho đối phương biết mới thật sự là đầy đủ cũng chỉ có như vậy hai người mới có thể càng thêm hiểu rõ nhau hoàn toàn dung nhập vào nhau trong cuộc sống tình cảm cũng sẽ vì thế mà tăng lên đang cận tư mím môi thành một đường thẳng lời nói của lê tử rất có lý sau này không chừng sẽ còn xảy ra tình huống giống như vậy tính tình của anh cũng không phải nói là khống chế thì có thể khống chế được nổi kết quả như thế sẽ đều khiến tâm trạng của cả hai người đều không tốt hơn nữa mình cũng định mang nai con đến gặp bà nội rồi có lẽ đúng như lê tử nói đây là một cơ hội rất tốt vừa vặn lúc này y tá trưởng tới tìm anh để nói về tình trạng cơ thể của bà nội cùng với một số việc uống thuốc anh liền đi theo nghĩ tới ngày mai hãng đi tìm nai con hôm nay suy nghĩ quá rối bời buổi tối đằng lão phu nhân tỉnh dậy nhìn thấy cháu trai ở bên cạnh đương nhiên tâm trạng rất vui mừng ăn một chén cháo trắng nhỏ sắc mặt cũng đỡ hơn một chút so với trước đây bà nội bà còn đau không đằng cận tư ân cần hỏi han ôi người đã già cơ thể không còn dùng được nữa đằng lão phu nhân thở dài trước kia bà luôn cảm giác cơ thể mình vô cùng tốt ngày ngày chăm sóc vườn hoa bảo bối của bà không yên lòng thì cho người khác giúp bà quản lý cần gì phải tự mình động tay từ giờ trở đi bà phải nghe cháu đi dạo một chút không sao nhưng không thể giống như trước nữa rồi đằng cận tư cho mày lại nói vừa rồi bác sĩ cũng đã nói nhìn cơ thể người già khỏe mạnh vậy thôi nhưng sau khi ngã một lần sẽ tổn thương nặng nề đến cơ thể chỉ thích hợp đi ra ngoài tản bộ đi dạo một chút là một ít động tác đơn giản. Tốt nhất là đừng quan tâm đến chuyện trong vườn nữa, nhất là lúc khom lưng nhủ cỏ lấp đất, tất cả đều không nên. Đằng lã phu nhân liếc nhìn, cháu trai, giọng nói ai oán. Để cho bà nhàn rỗi cũng được, cháu mau mau cưới cháu dâu cho bà đi, sau đó để cho cô ấy sinh một đứa cho bà, bà bảo đảm sẽ không quan tâm tới chuyện trong vườn nữa. Đằng cận thư nâng chán, anh biết tâm bệnh của bà nội vẫn luôn là anh, nói chuyện gì cũng có thể lập tức truyền đề tài thật may là lúc này anh đã có người phụ nữ mà mình thương yêu cũng chuẩn bị dẫn cô đến trước mặt bà nội mặc dù trong lòng suy đoán hai người đã gặp mặt rồi nhưng rốt cuộc hàn huyên những gì anh lại không biết nghĩ tới vừa đúng lúc nhân cơ hội này thăm dò xem thái độ của bà nội đối với nai con bà nội cháu chuẩn bị ngày mai sẽ mang cô ấy sang gặp bà khóe môi anh mang theo ý cười ngày mai tốt là cô gái như thế nào đây trong lòng đằng lão phu nhân tựa như gương sáng nhưng trên mặt lại giả vờ làm như không biết gì cả bà muốn nghe thử ý kiến của cháu mình cô ấy ạ đơn giản tốt bụng thẳng tính đáng yêu bà nội gặp rồi biết đằng cận thư nhìn dáng vẻ của bà nội liền biết rõ bà cố ý thử mình cũng không muốn vạch trần tính toán yên lặng theo dõi biến hóa à Đằng lão phu nhân cố ý kéo dài âm điệu đáp một tiếng trong lòng mắng thằng nhóc thối những thứ này bà đã sớm biết còn cần cháu nói sao bà nội à bác sĩ nói là hiện tại bà cần nghỉ ngơi nhiều có cái gì không thoải mái thì nhất định phải nói ra có như vậy mới có thể mau hết bệnh rồi lần này ở trên giường bệnh thật là khổ mà a à tư ngày mai buổi sáng nhất định phải mang cháu dâu đến đấy bà nội muốn sáng sớm gặp cô ấy nếu như xinh đẹp động lòng người, nó không chừng bệnh của bà sẽ mau hết. Đằng lão phu nhân thở dài một hơi. Được, cháu bảo đảm sáng sớm ngày mai sẽ mang đến. Đằng cận tư cười trả lời. Hai bà cháu vừa rảnh rỗi hàn huyên một hồi cho đến khi đằng lão phu nhân buồn ngủ mới dần dần buông tay cháu trai ra, hài lòng tiến vào mộng đẹp. Nhìn bà nội thỏa mãn ngủ, đằng cận tư có loại dự cảm, cảm giác của bà nội đối với nai con cũng không tệ lắm, bằng không bà cũng sẽ không bắt mình sáng sớm ngày mai phải mang nai con đến. Nghĩ như vậy, tâm tình của anh tốt hơn nhiều. Sau khi hết bận, anh lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên nghĩ đến điện thoại của nai con đã tắt máy. Hơn nữa bây giờ cũng đã 11 giờ, chắc là cô đã ngủ rồi, liền chuyển sang gọi điện thoại cho Nam Cung, hỏi cậu ta tình huống hôm nay như thế nào. Nam Cung Thần đang trên giường làm vận động, pít tông này nọ, vô cùng hăng hái, đột nhiên một tiếng chuông dồn dập vang lên. Tiếp theo là âm thanh giống y như một thái giám hét lên. Hoàng thượng giá lâm! Làm cho anh ta sợ đến thiếu chút nữa là mềm nhũn cuồng quýt sở tới điện thoại di động, ấn nút nghe. Cậu chủ, cậu có chuyện gì sao? Trong giọng nói cợt nhà mang theo chút nịnh nọt. Hôm nay cậu đưa nai con về tới nhà an toàn không? Đang cận tư hỏi. Trong lòng Nam Cung rơi lụp bụp, thảm rồi chẳng lẽ nhanh như vậy cậu chủ đã phát hiện sao không thể nào cậu ấy vẫn luôn ở bệnh viện chẳng lẽ cậu ấy gắn camera ở trên người mình hay sao đúng vậy anh ta quyết định đánh cược một lần mặc dù không phải tự mình lái xe đưa về nhưng cũng gián tiếp đưa mà cho nên khi nhìn thấy lương tiểu thư an toàn đi vào trong nhà anh ta mới rời đi trong lúc đó có phát hiện cô ấy khó chịu chỗ nào hay là sắc mặt không ổn hay không ừ, không có nam cung thần nói xong lại cảm thấy mình trả lời quá qua loa ngay sau đó bổ sung lúc ấy mặt trời rất nóng dưới ánh mặt trời chói chang lương tiểu thư đi một đoạn đường có thể sẽ có triệu chứng bị cảm nắng bị cảm nắng dưới ánh mặt trời chói chang đi một đoạn đường đang cận tư nhíu mày cô đang chà đạp cơ thể của mình sao vâng có lẽ là ngồi lâu ê chân cho nên lương tiểu thư muốn hoạt động gân cốt một chút kết quả bên ngoài mặt trời quá gai gắt cô ấy đi một hồi liền không chịu nổi rồi lên xe vì vậy trên người có thể bị cảm nắng đằng cận tư nghe nói xong thì nhíu mày trong lòng anh hiểu thì ra nguyên nhân là như vậy nhất định là nai con cảm thấy mình bị uất ức bị cảm nắng sao không trách được giọng nói của cô suy yếu không biết bây giờ cô đã đỡ hơn chưa điện thoại của cô vẫn tắt máy anh nghĩ mình cũng không thể hơn nửa đêm mà chạy tới nhà cô gõ cửa đấy chứ thôi cứ để cho cô nghỉ ngơi một đêm thật tốt sáng sớm ngày mai đi tìm cô tối nay anh ngủ không được trong ngực không có cơ thể ấm áp quen thuộc cứ có cảm giác không quen cho tới khi trời mới vừa tờ mờ sáng anh đã rời giường mang hai con mắt gấu mèo lái xe tới thẳng nhà nai con thật may là trong điện thoại di động của anh còn địa chỉ mà lần trước cô nhắn tới bằng không anh còn phải cho người giúp anh tra địa chỉ lương chân chân cũng một đêm ngủ không ngon rất nhiều nguyên nhân dây dưa cô làm cho cô lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Vốn là buổi chiều đã ngủ nhiều giờ, đến buổi tối cơ thể cũng đã khỏe hơn, ngồi xem tivi với mẹ Diệp một lát, hàn huyên một chút việc nhà rồi liền đi ngủ. Vậy mà một đêm cô đều lăn lộn khó ngủ, nhiều lần cũng muốn mở máy xem anh có gọi điện thoại cho mình hay không, nhưng vẫn nhịn được, cứ như vậy nhịn hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn không trông đỡ nổi mà ngủ thiếp đi. Trời vừa mới tờ mờ sáng cô đã tỉnh dậy, cảm thấy đầu rất nhức liền đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ đang chuẩn bị mở cửa sổ hít thở một hơi không khí mới mẻ lúc sáng sớm lại đột nhiên phát hiện dưới lầu có một chiếc land rover màu đen mà bên cạnh chiếc xe có một bóng người cao lớn quen thuộc huyệt thái dương của cô không nhịn được nhảy dựng lên thỉnh thịch cặp mắt trợn to không thể tin nổi đằng cận tư anh sáng sớm đứng ở dưới lầu nhà mình làm gì Thật may là lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong chung cư, người tới người lui không nhiều lắm. Bằng không khẳng định mấy bà cô kia sẽ bu lại xung quanh nhìn anh, soi mói một phen. Đang ở lúc cô rối loạn, khóe mắt liếc thấy anh, đang lấy điện thoại di động ra bấm. Cô không khỏi đi tới cầm điện thoại di động lên. Mở máy, lập tức nhận được vài cái tin nhắn, đều do một người gửi. Nai con, anh đến ngay cửa nhà em. Nai con, xuống lầu. Nai con, em không xuống anh sẽ đi lên gõ cửa đây này. Cô chỉ trả lời một câu. Anh muốn làm gì? Bên kia lập tức trả lời. Em xuống anh sẽ nói cho em biết. Nếu không anh sẽ làm cho mọi người đều biết. Cho tất cả mọi người biết em là phụ nữ của đằng cận tư. Khốn kiếp. Anh ta lại uy hiếp mình. Lương chân chân tức giận bĩu môi. Ngoan, mau xuống đây. Bây giờ lại đổi sang chiến lược dịu dàng. Cuối cùng Lương chân chân dưới uy quyền của anh vẫn phải đi xuống lầu. Dù sao đây là chung cư cô đã sinh sống vài chục năm. Thật sự rất nhiều người đều biết cô. Cô không thể bị người ta rèm pha. Hiện tại mới dạng sáng 6 giờ, không có nhiều người. Nếu lát nữa sẽ không như vậy. Đến lúc đó cô thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Đằng cận thư nhìn cô đội mũ bộ dáng lén lút sợ hãi, gặp phải người khác thì lập tức khó chịu, mở cửa xe. Lên xe, Đi đâu? Anh lại tới tìm tôi làm gì? Lương Trần Trần không hiểu hỏi. Dẫn em đi gặp mặt một người. Đằng cận tư chuyên tâm lái xe, có một số việc anh sẽ từ từ giải thích với nai con. Lương chân chân chuyển động ngón tay trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vốn cô cho rằng hôm nay chính là ngày cô và đằng cận tư hoàn toàn chia tay. Kết quả sáng sớm người ta đã chờ dưới lầu nhà cô, nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ, ép cô ngồi lên xe còn thần bí nói muốn mang cô đi gặp một người đây rốt cuộc là tình huống thế nào cô không phải còn chưa tỉnh ngủ chứ lúc đèn đỏ cô không cẩn thận dập đầu không nhịn được a à một tiếng vuốt cái chán bị đụng thế đau em lớn như vậy rồi cũng không biết chăm sóc mình thật tốt đằng cận tư lại gần đẩy tay của cô ra giúp cô xoa nhẹ mấy cái trong mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô đắm đuối đưa tình Lương Trần Trần rất kinh ngạc, cư nhiên anh có hai con mắt gấu mèo rồi, giống như là suốt đêm không ngủ, nhưng sự thâm tình trong mắt cũng không phải là giả. Lòng của cô lại không khống chế được mà cuồng loạn, xen lẫn đau lòng. Cô mím môi, nói thầm trong lòng. Anh đừng đối xử với tôi như vậy có được hay không? Tựa như thời tiết tháng 6, lúc sấm chớp đùng đùng, lúc thì trời xanh mây trắng. Năng lực chịu đựng của tôi có hạn, thật sự là không thể chịu nổi. Đằng cận thư nhìn bộ dáng của nai con, trong lòng vừa đau lòng vừa buồn cười, bàn tay xoa lên trán cô, dần dần trượt xuống trên gương mặt mềm mại của cô, dùng sức nhéo một cái, cho đến khi nhìn thấy cô mở to đôi mắt ngập nước, tức giận nhìn mình, mới chậm rãi buông tay, còn thêm một câu. Cảm giác rất tốt. Làm cái gì? Lương chân chân quẹt mồm hất cánh tay đáng ghét của anh ra, trong đôi mắt đen tràn đầy uất ức thì muốn nhéo em. Đằng cận tư vô liêm sỉ nói. Đáng ghét, anh chỉ biết khi dễ tôi. Lương Trần chân, chân làm bộ muốn đánh anh, tay vừa mới đưa tới liền bị anh chặn lại. Ngoan, đừng lộn xộn. bị cảnh sát giao thông nhìn thấy khi giấy phạt bây giờ. Lương Trần Trần khinh bỉ chừng mắt liếc anh một cái. Giấy phạt, không phải anh không sợ trời không sợ đất sao? Sao anh lại sợ một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi chứ? Thật cũng biết lừa người quá mà. Một đoạn nhỏ trên đường đi đã rút ngắn đi khoảng cách của hai người rất nhiều. Lương Chân Chân lắc ngón tay, không hề để ý đến anh nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy má trái của mình nóng hừng hực, thỉnh thoảng có ánh mắt nóng bỏng nhìn sang, khiến cho cô rụt cả người. Cô liền cố ý quay mặt qua chỗ khác, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn có chút buồn bực, tại sao thái độ của anh chuyển biến lạnh nhanh như vậy? Anh bây giờ thật giống như trở về lúc đi du lịch, làm cho cô có loại ảo giác chuyện trên máy bay hoàn toàn chưa từng xảy ra. 20 phút sau, xe chậm rãi dừng ở cửa bệnh viện, trong lòng Lương Chân Chân bắt đầu không yên rồi. Anh không phải là anh mang mình tới gặp người nhà đấy chứ? Em Lương Chân Chân lay cửa xe không chịu xuống xe, ngập ngừng không nói ra lời. Thích ngồi trên xe sao? Đang cận tư nhíu mày nhìn hai con ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Không phải, em, anh muốn làm gì đây? Cô ô ô a à a à nửa ngày mới nói ra được mấy chữ. Có xuống xe hay không? Lương Trần Trần cúi đầu không nói lời nào. Cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp người lớn mà. Hơn nữa, bây giờ hình tượng của cô quá tùy ý. Mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, giày màu trắng hơi cũ, buổi sáng đi xuống gấp, tóc cũng chưa kịp buộc lên, toàn bộ xóa hết sau gáy. Đang ở lúc cô âm thầm suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một đôi tay để ngang qua dưới đầu gối của cô cô kinh ngạc ngước mắt anh làm gì thế em đã không chịu đi phải để anh ôm em xuống đằng cận thư nở một nụ cười tà mị buông tôi ra tự tôi đi được lương chân chân xấu hổ đấm lên bờ ngực rắn chắc của anh không đánh anh đau ngược lại tự làm đau tay mình đằng cận thư nghe lời buông cô ra trong mắt đen tâm thúy như ánh sao ban đêm đừng lo bà nội rất tốt, nhất định bà sẽ thích em. Dứt lời, liền dắt tay nhỏ bé của cô đi vào bệnh viện. Nhưng... Lương Trần Trần có chút tự ti cúi đầu xuống. Chuyện như vậy cũng không phải là do anh quyết định. Anh cũng không thể đại diện cho suy nghĩ của người lớn. Chỉ tưởng tượng cảnh gặp mặt thôi mà trong lòng cô đã thấp thỏm không yên. Rất sợ sẽ bị xem thường. Không có nhường nhị gì hết. Tin tưởng anh. đang cận tư dắt cô sải bước lên trước Chờ một chút, tôi muốn thay quần áo, mặc như vậy có phải sơ sài quá hay không? Lương chân chân kéo tay của anh, không để cho anh đi về phía trước, cắn môi, nhìn bộ đồ thể thao trên người mình. Không cần, bà nội chỉ thích người như em vậy thôi. Đằng cận tư nói xong, liền không để ý tới sự dễ dụa của cô nữa, kéo cô đi tới phòng bệnh của bà nội. Anh đã hứa sáng sớm sẽ mang nai con tới, không nhanh lên thì bà sẽ tức giận mất. Tại sao anh có thể khẳng định như vậy? Không phải ai cũng nói, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. chưa nói chi là người cao quý nhà giàu như đảng lão phu nhân, nhất định chọn lựa cháu dâu rất nghiêm khắc. mình rất rõ ràng không có hy vọng, nhưng dưới sức lực của anh, cô chỉ có thể bị động đi theo phía sau anh. cho tới khi tới trước cửa phòng bệnh cao cấp, đảng cận tư mới dừng lại bước chân, mà tim của lương chân chân cũng đập càng lúc càng nhanh. cô chưa kịp nói gì, liền bị kéo vào. người có tiền ở phòng bệnh cũng thật xa hoa giống như một căn hộ gần trăm mét vuông, cái gì cũng có. Mắt thấy lập tức sẽ được nhìn thấy diện mạo của Thái Hậu. Trong lòng Lương chân chân suy nghĩ, lần đầu gặp mặt nên nói gì mới có thể để lại một ấn tượng tốt cho bà. Còn nữa, nên gọi cái gì mới ổn đây? Bà nội, mang người đến cho bà này. Từ đầu đến cuối, đằng cận tư vẫn nắm chặt tay của Lương chân chân ngay cả khi đứng trước mặt bà nội cũng như thế. Khói miệng của Lương chân chân cong lên thành một nụ cười, từ từ ngẩng đầu lên khi nhìn thấy bộ dáng của người thì những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng toàn bộ đều nuốt lại xuống vào trong cổ họng kinh ngạc há to miệng không tự chủ bật thốt lên bà à sao bà lại ở đây sau khi nói xong cô lập tức ý thức được có cái gì đó không đúng liếc nhìn bà lão làm vườn ngồi trên giường bệnh nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh khó hiểu trong mắt càng nghi ngờ khụ cô bé à chúng ta lại gặp lại nhau đằng lão phu nhân cười đến hòa ái dễ gần bà nội thì ra hai người biết đến nhau à đằng cận thư làm bộ như vừa hiểu ra thằng nhóc thối cháu cứ giả vờ đi thì ra cháu cũng biết rồi còn cố ý lừa bà già này đằng lão phu nhân thở phì phò nói đằng cận thư vội vàng tiến lên một bước vỗ sau lưng bà nội bà nội bà đừng tức giận lúc trước cháu cũng chỉ là suy đoán mà thôi đây là cái tình huống gì lương chân chân mê mang lần nữa cô chưa kịp nói chuyện lão phu nhân đã nói với cô cô bé có phải cháu đã nói chuyện trong vườn hoa của chúng ta cho a tư nghe không cháu cháu chỉ muốn hỏi là nhà bà ấy ở đâu xong rồi đi thăm bà lúc ấy anh ấy cũng không nói bà là là lương chân chân nho nhỏ giọng nói bây giờ trong đầu cô rốt cuộc rối một nùi sao đột nhiên bà lão làm vườn lại biến thành bà nội của anh nhớ lại cuộc nói chuyện của hai bà cháu anh lúc nãy thì ra lúc đầu mình đã nói với anh anh đã đoán được có điều vẫn giấu trong lòng không cho cô biết còn làm hại cô lo lắng lâu như vậy quả thực là hư quá đi Hừ, bà già tôi không chấp nhận với cháu đi tới đây cho bà nhìn bộ dáng của đằng lão phu nhân rất hiền hòa nói cũng không có lực uy hiếp gì ngược lại làm cho người ta cảm thấy bà già giống như là lão ngoan đồng lương chân chân ngẩng đầu nhìn bà một cái sau đó lại nhìn đằng cận tư đang đứng bên cạnh cô sau khi lấy được ánh mắt khích lệ của anh mới chậm rãi đi tới không biết vì sao khi biết người làm vườn lần trước chính là bà nội tất cả sự tự ti và sợ hãi dọc đường đều biến mất không thấy chỉ còn lại một chút lo lắng và thấp thỏm nghĩ đến lần trước chắc là bà lão cố ý thử dò xét mình cũng không biết ấn tượng của bà đối với mình như thế nào cô vẫn nhớ hình như mình nói chuyện không biết khiêm tốn chắc là bị trừ điểm rồi hả sao cảm giác cháu còn gầy hơn lần trước vậy chẳng lẽ a à tư ăn hiếp cháu sao đằng lão phu nhân rất tự nhiên nắm tay của cô dạ không có bà ạ anh ấy đối với cháu rất tốt đương chân chân liền vội vàng lắc đầu tiếp theo nói nhỏ một tiếng cũng vì vậy mà gương mặt đỏ ửng hồng hào giống như đánh một lớp phấn làm say lòng người đằng cận tư nghe thấy lời nói của nai con khóe môi cũng không kiềm được mà nhếch lên quả nhiên là bà nội thích nai con nếu như vậy anh cũng không cần gì lo lắng nữa a à tư cháu nhanh đi làm đi có cháu dẫn theo bà nội có cháu dâu theo bà nội nói chuyện phiếm là được đằng lão phu nhân cười ha hả nói có mấy lời bà muốn nói riêng với lương chân chân mắc công a à tư ở đây vướng chân vướng tay cháu dâu mặt của lương chân chân đỏ lên lần nữa cô chưa từng nghĩ tới buổi gặp mặt hôm nay sẽ như vậy không chỉ bà nội là bà lão làm vườn lần trước cô gặp còn bị gọi là cháu dâu chẳng lẽ những thứ này có nghĩa là mình đã được chấp nhận sao tại sao cô cứ có cảm giác không thật cảm giác hào môn không phải là như vậy hơn nữa cha mẹ anh và những người khác trong nhà đâu tại sao không thấy ai cả được tuân lệnh bà nội vậy cháu đến công ty trước đây lúc gần đi, Đằng Cận Tư cho Lương Chân Chân một ánh mắt không cần sợ, khiến cho cô yên tâm không ít. Đợi sau khi anh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Đằng lão phu nhân và Lương Chân Chân. "Cô bé, cháu có thích A Tư không?" Đằng lão phu nhân rất nghiêm túc hỏi, mặc dù bà rất thích Lương Chân Chân, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của A Tư, trong lòng bà vẫn có tính toán. "Dạ, có ạ." Lương Trần Trần rất kiên định gật đầu một cái, cô đã đoán được nhất định bà sẽ hỏi cô một vài vấn đề. Vậy cháu có thương nó không? Cái loại tình cảm yêu đương toàn tâm toàn ý? Dạ, cháu yêu anh ấy. Lúc trả lời những lời này, trên mặt cô như đánh thêm một tầng phấn hồng. Hoàn toàn là một bộ dáng cô gái nhỏ rơi vào tình yêu, nếu như nói trước kia không thể xác định, nhưng sau lần du lịch trước, cô đã có thể xác định 100% lòng của mình rồi cho tới khi bị anh la lớn mình mới đau lòng như vậy bởi vì đã từng có sẽ rất sợ mất đi mà một khi mất đi cô thậm chí sẽ hoài nghi mình còn dám đi yêu một người khác nữa hay không vốn lần này cũng đã rất cẩn thận rồi nhưng cô vẫn không lấy lại được tim của mình lặng yên không tiếng động chìm sâu vào cô nghĩ cuộc sống phải có một tình yêu oanh liệt mới có ý nghĩa mới có thể lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp sao cô có thể không buông mình ra đây Đằng Lã phu nhân nhìn ánh mắt của cô không mê mang giống như lần trước ở sau vườn vậy, mà có một loại kiên định và chân thành, trong lòng bà liền hiểu mấy phần, chắc hẳn mấy ngày nay tình cảm giữa hai người đã tăng lên không ít. Chân chân, A Tư là một đứa bé đáng thương, bà già này không thể chăm sóc cho nó cả đời, cái gánh nặng này đành phải giao cho cháu, nhất định phải đối xử với nó thật tốt, biết không? Trong lúc bất chợt, Đằng lão phu nhân bỗng trở nên thương cảm trong lòng lương chân chân có chút nghi vấn đối với câu nói a tư là một đứa bé đáng thương nhưng lại không tiện hỏi chỉ có thể gật đầu một cái rất trịnh trọng lên tiếng vâng ạ cháu hiểu rồi về sau cháu hay giống a tư gọi bà là bà nội vâng bà nội lương chân chân rất ngoan ngoãn kêu một tiếng giọng nói mềm dẻo trong veo ngoan bên cạnh a tư chỉ thiếu một người con gái đơn thuần lương thiện giống như cháu vậy Đừng nhìn nó đã 30 rồi Thật ra thì cuộc sống rất đơn giản Trước khi biết cháu thì nó rất chán ghét phụ nữ Ngày ngày cũng chỉ biết tới công việc Một chút xíu giải trí cũng không có Không biết bà đã cho người đưa bao nhiêu thiếu nữ vào trong phòng nó Nhưng lần nào cũng bị nó đuổi ra ngoài Còn nói với quản gia Vừa nhìn những người phụ nữ này đã thấy ghê tởm Cháu nói xem Có phải là nó muốn làm bà tức chết hay không Đằng lão phu nhân cứ nói về chuyện cũ mãi không ngừng nhìn những người phụ nữ này đã thấy ghê tởm tại sao vậy ạ vẻ mặt của lương chân chân kinh ngạc cô nghe nói qua đằng cận thư ghét phụ nữ hơn nữa cũng nghe hợp hợp nói đằng lão phu nhân đã từng thắp hương bái Phật phù hộ cháu trai của bà không phải là gay xem ra lời đồn đãi quả nhiên là có thật có điều tại sao lại như vậy ai nói cho cô biết cô thật sự rất tò mò đằng lão phu nhân từ từ thở dài một hơi cháu muốn nghe chuyện hồi nhỏ của a tư không sao muốn ạ à? lương chân chân gật đầu một cái trong mắt đen trong sáng thuần khiết giống như ôm lấy hứng thú rất lớn cô muốn biết tất cả về anh rất muốn hiểu rõ tuổi thơ và cuộc sống của anh như thế nào năm ấy a tư mới ba tuổi đã bị mẹ ruột vứt bỏ bất kể nó khóc lóc cầu xin người đàn bà kia thế nào thì người đàn bà đó cũng không chịu nhìn nó lấy một cái lấy một tư thế quyết tuyệt rời khỏi nhà họ đằng dĩ nhiên những thứ này cũng có liên quan rất lớn đến đứa con trai lăng nhăng của bà hai người kết hôn hai năm cũng xem như là ngọt ngào hòa thuận đến năm thứ ba thì bắt đầu cãi lộn không ngừng không dứt càng làm cho bà tức giận là thằng con chết tiệt của bà ngày ngày mang một đám phụ nữ về nhà tương đương với việc gián tiếp dung túng đám phụ nữ này dở trò đồi bại với a tư chuyện này đã khiến cho tâm hồn trẻ thơ của nó bị tổn thương làm cho nó từ đó vừa thấy phụ nữ đã sinh ra chán ghét không khỏi mâu thuẫn trong lòng. Bà đã mời tới nhiều bác sĩ tâm lý. Tất cả họ đều nói là tình trạng này không khả quan cho lắm. Có thể cả đời này sẽ không có cách nào thích phụ nữ. Cũng có khả năng đột nhiên gặp được một cô gái đặc biệt. Sau đó bệnh sẽ tốt hơn. Mắt thấy tuổi qua từ càng lúc càng lớn. Vẫn còn vừa nhìn thấy phụ nữ đã ghê tởm. Bà già này gấp đến độ tóc bạc đi. Ngày ngày tụng kinh bái Phật cũng không có tác dụng. May mà năm nay nó gặp được cháu, mới gỡ được mối lo lớn nhất của bà già này đấy. Đằng lão phu nhân cảm khái không thôi. Lương chân chân đã hoàn toàn sợ ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tuổi thơ của anh lại như vậy. Cô vẫn cho rằng những đứa trẻ nhà giàu có cuộc sống rất tốt. Tự như cả tiểu hoàng đế, quần áo đưa tới tay, cơm dâng tới miệng. Không ngờ, đáy lòng của cô chợt dâng lên một sự đau lòng. Ba tuổi bị mẹ ruột vứt bỏ, sau đó bị những người phụ nữ ba mình mang về nhà dở trò đồi bại lúc đó anh sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng đây nhỏ như vậy lại không được hưởng thụ tình thương của mẹ cũng không được hưởng thụ tình thương của ba có cha có mẹ còn đáng thảm hơn là không có thật là đáng thương hóa ra là như vậy cô tự lẩm bẩm trong lòng dâng lên một loại cảm giác phức tạp đằng lão phu nhân nói tiếp lúc xảy ra những chuyện đó đúng vào lúc bà ở ẩn bởi vì thời gian đó bà vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất chồng chị cảm thấy cuộc sống này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa, không còn hy vọng gì cả. chỉ ước gì có thể đi cùng ông ấy luôn. trước khi rời khỏi nhà họ đằng, cuộc sống của gia đình con trai bà vẫn hạnh phúc, bà cũng yên tâm dọn về biệt thự ở nông thôn dốc lòng hướng Phật, chỉ muốn ở nơi thế ngoại đào nguyên, an hưởng tuổi già. thậm chí ngăn tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài, không muốn để ý đến những chuyện phàm tục. như thế qua mấy năm, tâm linh của bà cũng mở rộng không ít đối với Phật học cung lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu sắc nghĩ tới không thể vẫn cứ trốn tránh thực tế mãi được chuyện cũ đã qua người sống nên cố gắng sống thật tốt mới đúng cho dù thời gian còn sót lại không nhiều lắm nhưng cũng nên lạc quan mà sống chứ vì suy nghĩ này mà bà quyết định lên xe chuẩn bị trở về nhà họ đằng thăm cháu trai bảo bối của bà còn có con trai con dâu ai ngờ trong nhà đã xảy ra biến cố lớn như vậy những năm bà không có ở đấy trên mặt A Tư không bao giờ xuất hiện nụ cười ngây thơ chất phác vui vẻ nữa. Nó trở nên lạnh lùng cô đơn, không thích nói chuyện. Giống như mấy đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ ấy. Vậy sau đó thì sao ạ? Lương Trần Trần hoàn toàn nghe đến mê mẩn rồi, trong tròng mắt đen như ngọc thạch đầy nước mắt, thì ra thân thế của anh là như vậy, trong lòng như bị ai nhéo đau. Sau đó thế nào ấy hả? Bà liền ở với A Tư, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, có một số việc đã xảy ra hoàn toàn không có cách nào trừ tận gốc cả chỉ có thể thông qua thời gian mà lặng xuống cho tới nay nguyện vọng lớn nhất của bà chính là a tư có thể hạnh phúc nếu không bà sẽ không có mặt mũi gặp ông nội của nó khuôn mặt của đằng lão phu nhân đầy thương cảm lương chân chân đột nhiên nghĩ đến một đoạn ở trên máy bay đối với anh mà nói bà nội phải là một người cực kỳ quan trọng cho nên mới vừa mới nghe thấy bà ngã bệnh nằm viện anh mới trở nên thất thường như vậy vậy mà mình còn tưởng rằng thì ra là hai ngày qua mình lo lắng không đâu anh một lòng nhớ đến bà nội khẳng định không ngờ tới mình sẽ suy nghĩ tới phương diện kia trong nháy mắt chân tướng bị vạch trần thật là xấu hổ mà bà nội vậy ba mẹ của anh ấy đâu cô thủy trung không thể giải thích vì sao cha mẹ ruột có thể quyết tuyệt đối xử với con cái của mình như vậy chỉ sợ người phụ nữ kia đã sớm kết hôn với người đàn ông khác. Tốt nhất là cô ta vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt của bà. Về phần ba của A Tư, 15 năm trước bị tai nạn giao thông. Nhà họ đằng, chỉ còn lại hai bà cháu thôi. Ờ, bà nội, cháu thật xin lỗi. Cháu không phải cố ý muốn nhắc tới chuyện cũ đau lòng của bà. Lương chân chân vội vàng nói. Cô chưa từng nghĩ tới nhà anh lại chỉ có hai người, anh và bà nội. Thật quá là ngoài dự đoán của cô rồi. Không có việc gì, đã sớm trôi qua hết rồi. Hiện tại, bà nội chỉ chờ cháu sinh cho nhà họ đằng mấy đứa chắt bảo bối nữa thôi, mặc kệ là con trai hay con gái, bà nội đều thích. Đằng lão phu nhân cầm tay của Lương Chân Chân. Lương Chân Chân mắc cỡ đỏ mặt, vốn cô cho rằng muốn vào hào môn thế gia rất khó, ít nhất cũng phải điều tra thân phận, thậm chí sẽ khi dễ thân thế của cô, nhân cơ hội mới nhục nhã cô để cho cô biết khó mà lui lại không có ngờ tới tình huống nhà anh lại khác với những nhà khác như vậy làm cho cô ngạc nhiên trong lòng càng thêm vui mừng chỉ hận hiện tại không thể lập tức nhào vào trong ngực của anh nói cho anh biết mình vui vẻ bao nhiêu vâng cô đỏ mặt đáp một tiếng một ngày nay lương chân chân đều ở trong bệnh viện hầu hạ đằng lão phu nhân ăn cơm nói chuyện phiếm giải buồn với bà phần lớn thời gian đều lấy đằng cận tư làm đề tài trò chuyện vui vẻ hòa thuận Gần 6 giờ tối, đằng cận tư tan làm tới bệnh viện. Nhìn thấy bà nội và hai con cùng nhau tan gẫu rất vui. Trong lòng anh cực kỳ vui vẻ, tự như hòa tan sau một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối, anh và Lương chân chân kiên trì muốn ở lại bệnh viện với bà. Kêu y tá đặt một cái giường ở bên ngoài phòng khách. Đằng lão phu nhân không còn cách nào, chỉ đành phải mặc kệ bọn họ. Miệng của cô nhóc này thật đúng là ngọt, làm cho bà nhớ lại lúc mình còn trẻ. Ai, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, năm tháng không buông tha cho người nào cả. Trên giường bệnh nhỏ hẹp, hai người đang cận tư và lương chân chân ôm nhau ngủ. Tứ chi tựa như dây leo quấn quanh thật chặt, nhưng muốn khảm đối phương vào sâu trong cơ thể của mình. Thật xin lỗi. Gương mặt của lương chân chân dính vào trên ngực của anh, ngón trỏ vô ý thức vẽ thành vòng tròn. Ngoan, anh cũng có lỗi, đang cận tư ôm cô gái vào trong ngực thật chặt, trong lòng biết khẳng định bà nội đã kể hết với cô rồi. Cũng tốt, để cho cô hiểu rõ toàn bộ về mình. A tư, đột nhiên lương chân chân ngẩng đầu, kêu lên một tiếng thật nhỏ. Đằng cận tư cau mày, vuốt ve gương mặt mềm mại của hai con. Ngoan, anh thích nghe em gọi anh là tư. Không muốn, em cảm thấy gọi A tư thân mật hơn. Cô nũng nịu cong môi. Đằng cận tư nhìn cô một cái thật sâu Sau đó ghé vào bên tai cô nói một câu Lập tức mặt của lương chân chân mắc cỡ đỏ bừng Há miệng cắn một cái lên ngực anh Bại hoại Này con em học xấu Một người đàn ông cười đến tà ác cúi đầu bắt lấy môi của cô Ừ đừng lộn xộn Bà nội đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy Lương chân chân lầu bầu nói Không là em đốt lửa trước Nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống thẳng đến khi người trong ngực yêu kiều thở hổn hển anh mới buông cô ra ôm lấy cô thật chặt nơi này quả thật không thích hợp làm chuyện đó khụ yên lặng mấy phút sau lương chân chân lầm bầm nói a à, tư hai ngày nữa anh có thể theo em đi gặp một người không ngón tay của đằng cận tư luồn vào trong mái tóc dài đen nhánh của cô hôn lên thái dương của cô ừ đi đâu khu mộ tây sơn giọng của lương chân chân hơi buồn đầu chôn ở trong ngực anh tham lam người mùi vị ấm áp trên người anh mặc dù anh có ra thế hiển hách nhưng rốt cuộc vẫn cô độc cũng không được hưởng thụ sự quan tâm và yêu mến của cha mẹ mà mình cuộc sống mặc dù nghèo khổ nhưng ít nhất còn được hưởng thụ qua tình thương ấm áp của mẹ mặc dù rất ngắn ngủi nhưng mẹ rất thương cô vừa đúng mấy ngày nữa chính là ngày rỗ của mẹ cô muốn mang anh đi gặp mẹ nói cho mẹ đang ở trên thiên đường biết Hiện tại cô rất hạnh phúc. Thật ra tuổi thơ của hai người bọn họ đều có rất nhiều thiếu sót. Đều là những đứa bé khát vọng được yêu thương. Ừ. Ngón tay của đằng cận tư dừng một chút. Ngay sau đó anh gật đầu. Anh cũng rất muốn biết tất cả về Nai con. A à, tư, em muốn nghe chuyện lúc anh đi học. Có thời gian kể cho em nghe một chút đi. Đầu ngón tay của Lương chân chân tiếp tục vẽ thành các vòng tròn. Anh muốn nghe em nói trước. Người đàn ông nào đó bá đạo nói không quên bắt lấy bàn tay nhỏ bé không yên phận. Trời nữa ra lửa anh sợ mình sẽ không nhịn được. Đã vài ngày chưa đụng vào cô nơi nào đó đã sớm kêu gào nhất là lần trước ở Provence chưa được thỏa mãn. Nó đã sớm bất mãn rồi. Thật sao? Giọng nói của Lương chân chân ngọt ngấy, quyên rũ làm cho tim của người nào đó mềm nhũn. Biết anh không dám làm loạn cố ý bấm ngón tay gãi ngứa trong lòng bàn tay anh chơi đến vui vẻ không thôi trong lòng vui sướng hài lòng thỉnh thoảng hành hạ anh cũng là một niềm vui thú bình thường đều là mình bị anh chơi đùa đến chết đi sống lại tối nay thật là một cơ hội tốt trời cho phá nữa chúng ta sẽ ra bên ngoài vào trong nhà vệ sinh đang cận tư cắn vành tai mượt mà của cô giọng nói khàn khàn rất có tính uy hiếp trong lòng lương chân chân rơi lộp bộp ký ức trong nhà vệ sinh cô vẫn còn rõ ràng vẫn còn nhớ thật lâu trước đây ở trong nhà vệ sinh của khách sạn đế hảo tư kích thích đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi được rồi phòng vệ sinh trong bệnh viện quá nguy hiểm không cẩn thận sẽ chuyển khắp cả bệnh viện đến lúc đó cô sẽ chẳng còn mặt mũi đi gặp người khác nữa vẫn nên yên phận đi ngủ thôi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cô ngẩng đầu bĩu môi lấy tốc độ xét đánh đặt trên môi anh một nụ hôn sau đó hai cánh tay ôm thật chặt eo của anh lầu bầu nói ngủ trên môi của đằng cận tư còn lưu lại hương vị ngọt ngào của cô không cam lòng sở cái đầu nhỏ của cô muốn nếm thêm phần ngọt ngào này nhưng lương chân chân cố tình không nghe theo ý nguyện của anh đầu nhỏ trong lòng anh lắc lư nhất định không chịu ngẩng lên xúc cảm ngứa ngáy khiến cho trái tim của đằng cận tư cũng ngứa ngáy theo cả người nóng lên dục hỏa đốt người ngoan chúng ta xa bên ngoài anh nhỏ giọng dụ dỗ nói không được em buồn ngủ quá mắt không mở ra nổi lương chân chân nói xong ngáp một cái phù hợp với hoàn cảnh sau đó không còn bất kỳ động tác gì yên lặng ngủ vậy em chạm vào nó người đàn ông nào đó thấy mưu kế không cách nào được như ý chỉ có thể đổi thành dụ dỗ không giọng nói rất kiên quyết không chạm vào thì phải ra ngoài đằng cận tư hung hãn nói bên tai cô vừa nói vừa làm bộ muốn ôm cô đi ra ngoài Khương chân chân chẳng còn cách nào Chỉ có thể bị anh nắm lấy bàn tay Đưa đến chỗ nào đó Cảm xúc nóng bỏng làm cô muốn rút tay về Nhưng khổ nỗi sức lực của người nào đó quá lớn Cô căn bản không thể làm gì cả Vì vậy Đêm nay có đủ loại yêu Động đậy một cái Trong giọng nói của người đàn ông nào đó Không kiên nhẫn Tay cô run lên Thật may là mình vừa mới cắt móng tay Bằng không đụng đến bảo bối của anh Tối nay mình đừng hỏng ngủ còn không biết anh sẽ nghĩ ra cách gì để chỉnh mình đây. Đêm dài đẳng đẵng thật sự là hết sức mê người. Lương chân chân cảm thấy còn không bằng sớm đồng ý đi ra ngoài với anh. Biến thành như bây giờ căn bản không phải là dự đoán ban đầu của cô. Trải qua sau mấy ngày điều dưỡng, rõ ràng sắc mặt của đằng lão phu nhân tốt hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì tâm trạng vui vẻ, nhìn bà cũng có tinh thần hơn. Cả ngày la hét đòi xuất viện, nói không quen ở bệnh viện cả người đều khó chịu, nhất là mùi thuốc trong đây. Bà ngửi thấy không thoải mái. Sau khi đằng cận tư liên tục xin chỉ bảo của bác sĩ chữa trị cho bà nội và Lê Tử mới đồng ý với yêu cầu của bà nội đón bà đến biệt thự Lan Đình Uyển ở. Vừa đúng ngày trước, Hạ Đông chính là người hầu hạ bà, giao cho bà ấy chăm sóc, trong lòng anh cũng yên tâm hơn. Còn đặc biệt mời hộ sĩ đến ngày đêm làm bạn, tùy thời ghi chép tình trạng sinh hoạt hàng ngày của bà nội. Vốn đằng lão phu nhân cũng không vui lắm, cứ có cảm giác giống như đang ngồi tù. Mỗi lời nói, mỗi cử động đều bị người khác nhìn chăm chăm, bị người khác yêu cầu, không thấy tự do chút nào. Nhưng trong lòng bà cũng biết tình trạng cơ thể mình, biết A Tư cũng chỉ vì hiếu thảo liền đồng ý. Cũng may là có hạ đông và cháu dâu làm bạn, cũng không nhàm chán cho lắm. Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Bác Nguyên, Thẩm Bác Sinh đang chuyên chú xem tốc độ cổ phiếu của công ty tăng gần đây giữa hai lông mày lơ đãng toát ra sự vui sướng gần đây công ty hoạt động rất tốt dĩ nhiên là chuyện đáng vui vẻ đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên vội vàng đưa tay bắt máy tổng giám đốc thẩm bên ngoài có vị lâm tiên sinh nói có hẹn trước với ông có cho anh ta vào không thẩm bác sinh hơi trầm ngâm lâm tiên sinh hình như ông không nhớ rõ có hẹn vị nào tới gặp ông chắc không phải là được cho anh ta vào còn nữa, trong lúc chúng tôi nói chuyện, không cho phép bất kỳ người nào khác vào quấy rầy." Giọng nói của ông nghiêm túc, "Thư ký Thưa vâng." Nghĩ thầm, vị Lâm tiên sinh này thật đúng là vị khách quý, được tổng giám đốc thẩm coi trọng như vậy. Không bao lâu, tiếng gõ cửa liền vang lên, ông buông công việc trên tay xuống. "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đi tới, đeo mắt kính gọng vàng, trên tay còn cầm một cặp hồ sơ, khiêm tốn nói: Tổng giám đốc thẩm, chuyện ông muốn tôi điều tra đã điều tra xong. Lâm tiên sinh ngồi xuống đi rồi nói. Thẩm bác sinh đứng lên chỉ vào cái ghế đối diện nói. Đây là ông cố ý mời thám tử tư, đặc biệt điều tra chuyện 18 năm trước. Kể từ khi nhìn thấy lương chân chân, ông thường mơ thấy tiểu vũ. Lần nào trong mơ, cô ấy cũng khóc lóc nhìn mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói với ông. Điều này làm cho ông lo lắng, càng nghĩ càng thấy chuyện 18 năm trước có gì đó không đúng, liền tìm một thám tử tư có tiếng, muốn anh ta giúp mình tra rõ sự thật năm đó. Hôm nay đột nhiên người này tới, tất nhiên là đã điều tra có kết quả. Tổng giáo đốc thẩm, ông suy đoán không sai. Chuyện năm đó quả thật có nhiều điểm nghi vấn. Tôi cố ý điều tra tài liệu tai nạn xe cộ 18 năm trước của tiểu thư Lương Vũ, cảm thấy rất khả nghi. Rất nhiều thứ đều không phù hợp, hơn nữa, theo như lời nói của người chứng kiến năm đó, thi thể đó đã hoàn toàn biến dạng, căn bản không có cách nào phân biệt rõ rốt cuộc là ai. Người tới chứng thực thân phận của cô ấy, nghe nói là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tự xưng là mẹ của cô ấy, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, một mực chắc chắn đó chính là con gái của mình, còn không cho những người khác khám nghiệm tử thi, nói như vậy là bất kính với con gái của bà. Mọi người thấy bà ta khóc lóc như vậy, liền tin lời nói của bà ta sau chuyện của tiểu thư lương vũ tất cả giấy tờ thủ tục đều do bà ta làm trinh thám lâm đem nói chuyện mình điều tra được ra thẩm bác sinh hơi trầm ngâm người phụ nữ hơn 40 tuổi mẹ của tiểu vũ không thể nào mẹ của cô ấy vẫn yếu ớt dưỡng bệnh tại vân nam làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này trong đầu không tự chủ được dần hiện ra một gương mặt ông thật sự không muốn tin tất cả chuyện này là do mẹ ông sắp đặt nhưng tính cách của mẹ ông vô cùng rõ ràng bà không thích tiểu vũ bà thích người vợ hiện tại của ông có chứng cứ xác thực không có lẽ trong lòng ông đã khẳng định sự thật kia nhưng vẫn muốn thấy được chứng cứ làm cho mình hoàn toàn tin tưởng năm đó ông và tiểu vũ yêu nhau thật lòng nhưng thực tế có quá nhiều trở ngại ông đã từng nghĩ tới muốn dẫn cô bỏ trốn đi đến một nơi không ai biết bắt đầu lại từ đầu nhưng vừa tìm được cách thì tiểu vũ đã gặp nạn có đây là tài liệu tai nạn xe cộ năm đó tổng giám đốc thẩm ông có thể xem trinh thám lâm đưa cho ông một túi tài liệu thẩm bác sinh chỉ thoáng lật một trang lòng liền xét lạnh quả nhiên là mẹ trong lòng ông dâng lên một loại đau đớn không có cách nào nói ra lời tiểu vũ à anh có lỗi với em là sự ích kỷ của anh đã hại em vậy cô tra được chỗ ở của tiểu vũ không cô ấy cô ở đây không Trình Thám Lâm lắc đầu một cái. Không có ở đây, ngay từ lúc 13 năm trước đã bệnh qua đời. Có điều... có điều sao? Thẩm bác sinh vừa tuyệt vọng như bắt được một thứ. Bà ấy có một đứa con gái. Cái gì? Nó tên gì? Hiện tại? Ở đâu? Thẩm bác sinh kích động đến lời nói không được rõ ràng. Cô ấy tên Lương chân chân Năm đó cô ấy 5 tuổi, sau khi mẹ qua đời thì được một nhà họ Diệp nuôi dưỡng đến nay. Trình Thám Lâm móc tiếp một sấp tài liệu từ trong túi ra đưa cho ông. Cái tên Lương Chân Chân giống như một tia sét đánh vào đầu Thẩm Bắc Sinh. Ngón tay ông run rẩy nhận lấy sấp tài liệu, run rẩy mở ra. Đột nhiên ở trong có một tấm hình của Lương Chân Chân khi còn bé, cô gái nhỏ cột hai bím tóc đáng yêu, cười đến vui vẻ như vậy. Gương mặt kia tương tự người đó trong trí nhớ, hoàn toàn là phiên bản hồi nhỏ của bà đột nhiên ông nhớ lại lúc mấy tháng trước trong tiệc tối gặp được cô tại sao nó nói mẹ nó tên diệp lan mà không phải lương vũ đây chẳng lẽ có nỗi khổ tâm gì hay sao nếu như lúc đấy nó nói tên lương vũ này ra chỉ sợ mình sẽ lập tức nhận nó ngay bất luận là từ tướng mạo cho đến tuổi tác nó đều là con gái của mình mặc dù dáng dấp giống tiểu vũ hơn nhưng cũng nhìn thấy bóng dáng của mình không cần phải hoài nghi quan hệ huyết thống lương chân chân thì ra, nó thật đúng là con gái của tôi và Tiểu Vũ, thật tốt quá rồi." Thẩm Bác Sinh không nhịn được mà rơi nước mắt. "Tổng giám đốc Thẩm, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây." Trình Thám Lâm đứng dậy tạm biệt. "Lâm tiên sinh, lần này thực sự cảm ơn anh, về sau có gì cần cứ nói với lão Thẩm tôi." Thẩm Bác Sinh thực sự thành ý nói. "Tổng giám đốc Thẩm khách khí rồi, tôi chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi." Sau khi thẩm bác sinh đưa mắt nhìn ông rời khỏi đây, không còn ý định làm việc nữa, đem tài liệu ra xem xét tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thì ra những năm này, hai mẹ con tiểu vũ vẫn ở thành phố C. Đây đúng là ý nói chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Đại khái dù thế nào, mẹ mình cũng không ngờ được tiểu vũ sẽ sống dưới mi mắt của bà. Năm đó lúc bà làm ra loại chuyện đó, có biết là tiểu vũ đã mang thai không? Ông cũng không muốn nghĩ nữa, điều duy nhất có thể xác định là cho dù thế nào cũng muốn tìm lại đứa con gái đã thất lạc 18 năm trở về trước không thể để nó ở bên ngoài chịu khổ ông muốn bù lại tất cả những gì mình đã thiếu ông sẽ dùng hết tất cả khoảng thời gian còn sống để đền bù cho nó thương yêu nó sẽ không để cho nó phải chịu một chút xíu uất ức nào không thể bảo vệ tốt cho tiểu vũ là lỗi lầm suốt đời không thể tha thứ của ông đứa con gái duy nhất của bọn họ dù như thế nào ông cũng phải bảo vệ cho tốt Chuyện cũ 18 năm trước, tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bộ truyện tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ tập 22. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top truyện hay và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top truyện hay nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.